bộ điện ảnh mới nhất trong series Mục Dã Quỷ Sự tiếp tục được ra mắt. Mục Dã Quỷ Sự Chi Xích Đan Châu. Nội dung bộ điện ảnh lần này nói về Ban Sơn đạo nhân truy tìm thần châu, truy cầu một con đường sống cho cả bộ tộc. Và lẽ đương nhiên rồi, trên đường đi sẽ gặp vô vàn chuyện quỷ dị và độc trùng hãm hại. Còn về cụ thể như thế nào thì chúng ta cùng nhau theo dõi. Tương truyền, kẻ đào mộ mở quan tài hành tẩu ở âm dương hai giới. Bọn họ cho rằng dây thừng là thứ kết nối với dương gian, để tránh bị những thứ trong mộ mê hoặc không đường quay lại. Từng cặp cha con bắt đầu buộc dây thừng mà xuống mộ, có một quy tắc gọi là tử hạ phụ thượng, cha thì ở bên trên canh giữ dây thừng, mà con thì xuống mộ tìm bảo vật. Người trước mặt các bạn đây tên là Trá Cô Tiêu, thuộc huyết mạch Ban Sơn tộc, cả tộc họ mắc một căn bệnh lây từ đời này sang đời khác. Căn nguyên từ độc trùng trong nước sông nơi họ ở. Sao lại có người từ cổ thư phát hiện được phương pháp chữa bệnh? Đó chính là Mộc Trần Châu ở dưới mộ. Ban Sơn nhất tộc cũng từ đây đào mộ khắp thiên hạ, hòng tìm ra thần châu chữa khỏi bệnh cho người trong tộc. 15 năm trước, cha con Trá Cô Tiêu cùng huynh đệ Ban Sơn tộc đi đến một mộ huyệt tìm Mộc Trần Châu. Vì tuổi quá nhỏ, Trá Cô Tiêu lại bị cha để lại dương gian, còn mình thì xuống âm phủ tìm thần châu. Xích Đan Châu và Mộc Trần Châu trời sinh đã tương sinh tương khắc, một ẩn sinh cơ, một dấu tử lộ. Đi đến mộ thất thì cả nhóm chỉ nhìn thấy vàng bạc châu báu, chẳng hề thấy chiếc quan tài nào cả. Khôi thủ của Ban Sơn nhất tộc lúc bấy giờ là Dương Dịch Thủ, ngay lập tức phát hiện nơi này có ẩn dấu huyền cơ bên trong, chính là bố cục nghịch chuyển bắt đầu che giấu quan tài. Ba người mau chóng xe chỉ luồn kim mà bắt đầu bố trí trận pháp. Lúc trận sắp thành, Ban Sơn Thiệu Lĩnh có linh cảm đại sự không ổn, quả nhiên một trận âm phong bất chợt nổi lên như vũ bão. Sau khi gió dừng hẳn, quan tài chủ mộ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt. Dương Dịch Thủ đi lên kiểm tra thì lại phát hiện ra ba người còn lại đã mất tích, mà trong quan tài dĩ nhiên phát ra âm thanh của Thiệu Lĩnh. Dù đã cố gắng mở nắp quan tài chẳng hề động đậy, cho đến lúc gồng hết sức, một góc của quan tài bị vỡ, một luồng yêu khí xộc thẳng ra ngoài, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cả đại điện nhất thời bạo nổ một trận. Mà Trá Cô Tiêu ở bên ngoài chờ đợi cha của mình chỉ đợi được tin tức Dương Dịch Thủ và bạo rùa lửa dẫn đến nổ tan xác. 15 năm sau, trên vai vẫn gánh theo sứ mệnh của Ban Sơn tộc, Trá Cô Tiêu đi đến tế đàn của Quốc tộc tìm kiếm manh mối Mộc Trần Châu, vừa lén lút chui vào gian phòng ẩn chứa quan tài hiến tế. Đập vào mắt Trá Cô Tiêu là một bức họa thánh mẫu đại ba âm. Vừa đẩy nắp quan tài ra thì phát hiện bên trong có một nữ tử tên gọi là Trương Yến Chân. Trá Cô Tiêu từ trong tay Yến Chân lấy được chiếc gương đồng của thánh mẫu đại ba âm. Tương truyền gương này được thánh mẫu dùng rọi sáng vạn vật của cõi âm. Sau đó hai người Trá Cô Tiêu và Yến Chân cùng nhau bỏ ra ngoài, kẻ chạy trốn, kẻ thì tìm đường trà trộn vào người Cốt tộc. Tuy nhiên, Trá Cô Tiêu không may gặp phải tộc trưởng, trực tiếp bị phát hiện mà đánh ngất xỉu. Lần này thì hay rồi, Trá Cô Tiêu thả ra Yến Chân liền bị bắt thay làm vật hiến tế. May mà Thiệu Lĩnh của Ban Sơn tộc theo chỉ dẫn kịp thời đến giải cứu. 15 năm một lần, trường khí bắt đầu mù mịt, đây là thời cơ tốt để tìm Mộc Trần Châu lần nữa. Lần này dưới sự chỉ dẫn của tộc trưởng mới là Thiệu Lĩnh, đám người Ban Sơn tìm đến Quan Sơn Mã Phương ra hỏi chuyện tìm thần châu. Không sai, đây là người thứ hai còn sống sót cùng với Thiệu Lĩnh trong lần xuống mộ 15 năm trước. Đoàn người kéo đến cửa Mã ra, ai ngờ lại bị người nhà họ Mã chặn không cho vào. Sau cùng vì bất đắc dĩ, Thiệu Lĩnh dẫn người phá cửa mà vào, kết quả phát hiện ra Mã Vương gia vừa mới qua đời chưa đầy bao lâu. Đám con cháu Mã Vương gia chẳng hề có ý chào đón người Ban Sơn tộc, súng ống cũng đã lôi ra rồi. Thiệu Lĩnh nhanh trí lao đến khống chế lại đại công tử, nhưng không ngờ hậu nhân Quan Sơn Mã Vương gia lại toàn đám tham tài vô dụng. Nhị công tử thấy chết chẳng cứu, còn trực tiếp giương súng vào đại ca, ý đồ giết người đoạt tài sản. Đang lúc giằng co nhau, một đám thổ phỉ hung hãn ầm ầm kéo đến, cầm đầu là Trương Lễ Kim tướng quân, mục đích đương nhiên là đống gia sản của Mã gia và hơn thế nữa. Thổ phỉ người đông thế mạnh, nhanh chóng khống chế cục diện. Trương Lễ Kim hỏi đại công tử, Mã Vương gia an táng ở đâu, hắn muốn đi dò xét gia sản còn lại nhà họ Mã. Nhị công tử thấy rõ ý đồ vơ vét của cải của Trương Lễ Kim thì bẩm rằng, kỳ thật gia phụ xuống mộ 15 năm rồi chưa trở về. Trương Lễ Kim đương nhiên biết đây là lời nói dối, một súng bắn chết nhị công tử tại trận. Trá Cô Tiêu lúc này lại nhìn thấy một thân ảnh có chút quen mắt, nàng ta thế mà lại là muội muội kết nghĩa của Trương Lễ Kim. Đám thổ phỉ sau đó bắt theo Mã đại công tử vào bên trong phòng mai táng Mã Vương gia. Đập vào mắt đầu tiên chính là một bức tượng trung quỳ khá đồ sộ. Ban Sơn Lưu lão đạo vừa cảm thán vừa cùng nhóm người đi tiếp vào bên trong, đột nhiên ầm một tiếng, cánh cửa bất chợt đóng sầm lại, cả đám người chạy ra mở cửa, nhưng mở mãi chẳng thấy lối ra đâu cả, bên ngoài toàn là giấy. Ban Sơn Lưu lão đạo phát hiện ra đây là tác dụng của hương vô thường, khiến người sinh ảo giác, cũng suy đoán ra rằng đây là cục diện Mã Vương gia bày ra tiếp đón kẻ thù tìm đến. Lúc Thiệu Lĩnh chuẩn bị phá bỏ trận này thì bị Trá Cô Tiêu ngăn cản lại, nếu như phá trận rồi, việc tìm kiếm thi thể Mã Vương gia sẽ càng khó khăn hơn nữa. Lúc này Yến Chân tựa hồ sản sinh ra một loại cảm ứng nào đó với Trung Quỳ, đồng thời chỉ ra phương vị Mã Vương gia, đại khái là ở bên trong pho tượng Trung Quỳ kia. Trương Lễ Kim thấy vậy rút đao chém ngang bức tượng, mà tiểu đệ của Trương Lễ Kim thì ngay lập tức phát hiện ra có một con mắt khá to trong tay tượng Trung Quỳ. Đang lúc hắn cho rằng đây là bảo bối của Mã Vương gia, con mắt bất chợt mọc ra xúc tu chui từ mắt vào trong cơ thể hắn. Sau khi bị ký sinh hoàn toàn, tên tiểu đệ này cứ như ma làm mà dập đầu nát cả nền gạch.
cho đến khi động tác dừng hẳn lại, đám người mới phát hiện ra người đã chết. Trương Lễ Kim ở chỗ đầu tên tiểu đệ đập nát phát hiện có điểm kỳ quặc, vì vậy hắn hạ lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị đào sâu xuống dưới. Quả nhiên bên dưới là thi thể của Mã Vương gia, nhìn thấy hai cái chân chổng ngược lên trước, Thiệu Lĩnh phát hiện ra phương pháp mai táng kiểu treo xác tạo nên điểm cực xấu cho bố cục nơi này. Thi thể từ từ được lôi lên, cả đám người không khỏi cảm xúc hỗn tạp. Thi thể Mã Vương gia đã được tìm thấy, Thiệu Lĩnh trực tiếp phá tan mê trận hương vô thường, cầm theo đầu của Mã Vương gia đi ra đại sảnh. Gia đình nhìn thấy một màn này thì sợ mất mật, ngã ngồi cả ra đất. Thiệu Lĩnh sau đó lôi lại Mã công tử ép hỏi ra lối vào mộ huyệt, nhưng tên này chẳng há mồm nửa lời. Đầu của Mã Vương gia đang đặt trên hương án lúc này có dị biến, một con mắt thứ ba lòi ra bắt đầu chuyển động. Còn chưa để cho khôi thủ Thiệu Lĩnh kịp suy nghĩ, con mắt bất chợt phóng ra định ký sinh vào cơ thể Trá Cô Tiêu, may mà cậu ta nhanh tay tóm lại. Sau đó thì Trá Cô Tiêu kêu Yến Chân lấy hương đồng của thánh mẫu ra soi, thứ này có thể soi ra tất cả những điều mà người đã chết lúc còn sống từng gặp phải. Trá Cô Tiêu lại ngoài ý muốn mà từ hương đồng nhìn thấy một thứ quái vật cực kỳ đáng sợ, sứ giả độ phong của quốc tộc Phi Thiên Thủ Nho. Lúc này Trá Cô Tiêu mới dám khẳng định Mục Trần Châu quả thực đang ở trong tay người cốt tộc. Mã đại công tử cũng đã ngoan ngoãn nói ra lối vào mộ thất cho Thiệu Lĩnh nghe. Trương Lễ Kim dùng vũ lực khống chế đám người Ban Sơn lại, đòi ngày mai dẫn hắn đi đào bảo bối. Nhưng đêm hôm ấy, Ban Sơn tộc đã đánh ngất tên thủ vệ trói lại rồi nghênh ngang đi đào mộ. Lúc này từ sau thùng xe, Yến Chân bất ngờ chui ra, thì ra nàng ta chẳng phải em gái kết nghĩa của Trương Lễ Kim, mà Trương Lễ Kim bắt nàng về làm áp trại phu nhân. Cả đám người bắt đầu đi vào mộ huyệt, đập vào mắt lúc này toàn là xương cốt người, trên nóc động thì treo đầy những cái hũ sành. Lưu lão đạo vô ý đánh rơi túi tiền, một đồng tiền trực tiếp lăn vào trong cái hũ. Đang lúc định lấy nó ra, Lưu lão đạo lập tức bị thứ quái trùng bên trong chui ra công kích. May mà Ban Sơn Lý Vu cô nương nhanh chân đá bay cái hũ ra xa. Đám thổ cư trùng từ trong các hũ sành bắt đầu hoạt động, chúng nhau nhau rơi xuống tập kích nhóm người. Sau một phen đại chiến, đám người thoát nạn thành công tiến vào mật thất tiếp theo, mà lũ thổ cư trùng cũng bị chặn lại. Trương Lễ Kim bên ngoài đang tìm lối vào mộ huyệt, hắn nhét con mắt to đùng vào miệng Mã đại công tử. Sau khi bị độc trùng ký sinh rồi, Mã đại công tử trực tiếp dập đầu xuống đất như ma làm. Trương Lễ Kim cho người đào chỗ hắn dập đầu mà tìm ra lối vào mộ thất mà đoàn người tiến vào, chính là mộ thất 15 năm trước Ban Sơn tộc cùng Mã Vương gia từng đến. Mà lúc ấy, sau khi bị bọ rùa lửa nổ thì chẳng còn ai dám đi vào tầng tiếp theo cả. Trá Cô Tiêu hoài nghi Mục Trần Châu căn bản không có ở trong mộ thất cốt tộc, trong lúc chuẩn bị bỏ đi thì lại bị Yến Chân cắt đứt, lại có từ trường cảm ứng nào đó truyền đến. Tôi lại nghe thấy tiếng tim đập khác, không phải của chúng ta. Cùng lúc này, Trương Lễ Kim cùng tiểu đệ bắt đầu đu dây xuống mộ, mà Thiệu Lĩnh thì đưa ra kết luận rằng Mục Trần Châu ở sau cây cột đá này. Ai ngờ định tung rìu bổ đến thì bị một âm thanh ma quỷ dọa rụt lại. Vật này xem ra là Phi Thiên Thù Nho, sứ giả độ phong của cốt tộc. Theo như lời Thù Nho khai báo, chính hắn cũng đang đi tìm Mục Trần Châu. Năm đó đã có người lấy cắp đi Mục Trần Châu, mà Thù Nho quan sát từ phía, tay hắn lại chỉ về phía Trá Cô Tiêu. Nhưng 15 năm trước Trá Cô Tiêu chỉ mới 9 tuổi, từ điều này có thể đưa ra một kết luận, cha của Trá Cô Tiêu có thể vẫn còn sống. Phi Thiên Thù Nho sau đó nói cho mọi người, từ phía nơi đây đều có đường thông xuống phía dưới, chỉ cần đẩy ra tượng đá trước mặt thạch trụ, chính là lối vào tầng kế tiếp. Phi Thiên Thù Nho bị ném vào trước, sau đó cả đám người ôm theo hy vọng cũng dần tiến vào động huyệt. Đột nhiên bia đá trước mặt sụp đổ lộ ra dòng chữ, quả nhiên nơi này chẳng hề có Mục Trần Châu. Còn chưa kịp báo cho những người khác biết, Lưu lão đạo đã bị thổ cư trùng bao vây đoạt mạng. Trương Lễ Kim nổ tung mộ cửa thất tiến vào, mắt thấy nơi này toàn vàng bạc châu báu thì cười lên điên dại. Sau đó hắn nhìn thấy Yến Chân mỹ nữ, liền đuổi chạy theo vào sâu trong mộ huyệt. Đám người Trá Cô Tiêu bên này vừa đi vào tầng tiếp theo chưa bao lâu thì gặp phải ảo cảnh. Trá Cô Tiêu dĩ nhiên gặp lại cha của mình, Dương Dịch Thủ. Không chỉ riêng Trá Cô Tiêu, tất cả những người khác tiến vào tầng này đều gặp phải ảo cảnh. Lúc này Trá Cô Tiêu phát hiện ra có điểm không đúng, bởi vì cha cậu lại gọi cậu là Trá Cô Tiêu. Cái tên này sau khi cha chết thì Trá Cô Tiêu mới tự đặt cho mình. Biết rằng trước mắt chỉ là hư ảo, Trá Cô Tiêu dùng pháp khí cha để lại cho mình bài trừ ảo cảnh. Hiện tại thì cậu bò ra từ trong một chiếc quan tài. Trá Cô Tiêu sau đó bắt gặp Phi Thiên Thù Nho đang vặt ra một chiếc răng vàng trong miệng Trương Lễ Kim. Mà Phi Thiên Thù Nho thấy có người tỉnh lại cũng chẳng hề kinh ngạc. Hắn lộ ra chân diện mục mà bắt đầu công kích Trá Cô Tiêu. Trá Cô Tiêu không phải đối thủ, chỉ còn biết tìm đường né tránh bỏ chạy thục mạng.
Thời khắc sinh tử, Trá Cô Tiêu nhặt được súng của Trương Lễ Kim nổ liên hồi, phi thiên thú Nho dần dần gục xuống đất. Sau đó thì Trá Cô Tiêu đem những người khác từ trong quan tài cứu ra ngoài. Thật ra thì phi thiên thú Nho vốn chẳng hề biết Mục Trần Châu ở đâu cả, nó chỉ cố tạo ra ảo cảnh giữ mấy người này lại để họ trở thành thức ăn cho những con quái trùng sống ở nơi này. Mắt thấy phi thiên thú Nho đã chết, Thiệu Lĩnh đề nghị mau chóng tìm ra sinh môn rời khỏi nơi ma quỷ này, nhưng Trá Cô Tiêu lập tức phản bác, nơi này tất cả đều là tử môn, vì vậy nếu muốn tìm đường ra cũng chỉ có thể tìm từ tử môn, xem ra dám chết mới có thể sống. Sau đó mấy người ở chỗ tử môn hướng tây nam mà tìm được đường vào tầng tiếp theo. Vừa bước chân vào nơi này, bức tượng thánh mẫu đại ba âm khổng lồ hiện ra trước mặt. Thiệu Lĩnh suy đoán rằng Mục Trần Châu có thể đang ở trong chiếc quan tài khổng lồ của thánh mẫu, sau đó thì ném ra dây thừng gắn phi hổ trào, dùng sức người kéo lệch nắp quan tài. Trá Cô Tiêu liều chết leo lên, quả nhiên ở bên trong tìm được một viên thần châu có màu đỏ sậm, nhưng cũng chỉ vài giây sau, từ sau quan tài khổng lồ kế thức tỉnh, nó chính là thần thú thủ hộ quan tài thánh mẫu đại ba âm. Đây là một con cự xà che trời dài vài chục mét, thân mình rắn như đá, sức chiến đấu thì khủng khiếp khỏi bàn cãi, đám người Ban Sơn tộc chỉ còn đường né tránh chạy thoát. Cho đến lúc định chạy ra khỏi nơi này thì cánh cửa đá đóng lại, Trá Cô Tiêu định vặn mở cơ quan nhưng ngay tức khắc bị thần thú đánh bay ra xa, suýt chút rơi xuống vực sâu vạn trượng. Biết đã vào đường cùng, Thiệu Lĩnh quyết định nuốt vào bọ rùa lửa, đồng quy vu tận cùng thần thú. Trá Cô Tiêu thấy vậy cũng chẳng dám bi thương quá độ, cậu cần phải dẫn tộc nhân tránh thoát nơi này, vạn lần không ngờ đến, Yến Chân giờ đây bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Nàng ta khiến cho cả đám rơi vào ảo giác, sau đó cướp đi Mục Trần Châu, bắt đầu thu nạp năng lực của Mục Trần Châu, muốn trở thành người trường sinh bất tử. Không những vậy, nàng ta lại còn có thể điều khiển cự xà. Trá Cô Tiêu lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp, bởi vì năng lực điều khiển cự xà chỉ có Xích Đan Châu mới làm được. Như ở đầu phim mình đã nói, Mục Trần Châu đại biểu cho cứu người, còn Xích Đan Châu chính là giết người. Rất hiển nhiên, Yến Chân lúc này đã bị Xích Đan Châu mê hoặc tâm trí, nàng ta muốn đám người Trá Cô Tiêu ở lại cùng mình. Thấy bọn họ không đồng ý, Yến Chân liền đại khai sát giới một phen. Lý Vu Côn Lương lập tức bị đuôi rắn cuốn chặt lấy, mà Trá Cô Tiêu cũng chịu cảnh tương tự. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Vu ném ra bọ rùa lửa, Trá Cô Tiêu cố giãy giụa khỏi đuôi rắn mà đón lấy, sau đó ném về phía Yến Chân. Yến Chân xì khói rú lên đau đớn, nàng ta bắt đầu khôi phục lý trí, tuy nhiên lúc này thì người đã bị thương nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Yến Chân sau đó mở cửa thả cho hai người Trá Cô Tiêu đi khỏi nơi này, mình nàng nằm lại trong một thất của thánh mẫu đại ba âm. Trá Cô Tiêu và Lý Vu lại tiếp tục lên đường đi tìm Mục Trần Châu. Bộ điện ảnh đến đây là khép lại. Bộ này kịch bản khá là hay, chỉ tiếc rằng tiền đầu tư hơi yếu nên không đạt được hiệu quả như mong đợi. Mọi người có thể chờ đợi chính bản ra rồi xem cũng chưa muộn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!